Hello anh em, lại là Minh Phụng Music đây. Kidman KS1 Bluetooth là một mẫu piano điện vô cùng đặc biệt với riêng mình vì đã có rất nhiều buổi giao lắp đàn trên kênh. Dù đã xuất hiện rất nhiều nhưng cây màu trắng này sẽ là phiên bản đặc biệt mà Minh Phụng Music muốn dành cho nghệ sĩ piano nhí dễ thương trong tập lần này. KS1 Bluetooth là một cây piano điện đem lại giá trị tốt nhất trong phân khúc hiện nay do chính nhà Kidman trang bị. Thêm nhiều điểm nổi trội từ mẫu KS1 đã vô cùng thành công. Chỉ với 12 triệu mà đã có MIDI Bluetooth thì cây piano điện này sẽ được đón nhận hơn so với đại đa số người chơi. Để biết thêm những tính năng siêu hot mà KS1 Bluetooth này đem lại, các bạn hãy cùng theo chân em đàn KS1 trắng tinh khôi này để đồng hành với bé gái đáng yêu tại quận 12 nhé. Để chuyến đi thú vị này bắt đầu, anh em hãy theo chân team khởi hành từ showroom Điện Biên Phủ nhé. Mưa nắng Sài Gòn cũng khác với mọi nơi, mưa bắt đầu rơi và giọt rơi lắc rắc, mưa nặng hạt dần, một lát sau mưa tạnh nhanh bất chợt như khi đến. Cơn mưa qua đã mang đến những nguồn năng lượng tích cực cho cả thiên nhiên, mọi vật như khoác lên một bộ áo mới, cảnh vật như vui tươi rộn rã hẳn lên. Đường đến nhà khách ngày càng gần, làm tinh thần của team vô cùng phấn chấn. Dù đã gặp hai trận mưa nhưng đội ngũ vẫn giao đàn kịp thời đến cho bé. Đến nhà khách rồi, nhà với thiết kế rộng vô cùng đầy đủ tiện nghi, điểm thêm màu trắng của cây đàn càng làm nổi bật vẻ sang trọng của ngôi nhà. Lắp đàn cho bé thôi, bên trong thùng bao gồm thân đàn, chân đàn, pedal, sách hướng dẫn, nguồn và ốc lắp đàn. Để các bạn hiểu rõ hơn về những điểm nổi bật trên mẫu đàn mới này của nhà Kidman, hãy cùng mình khám phá nhé. Thiết kế gọn gàng, mang sắc thái hiện đại vô cùng thẩm mỹ, cùng khối lượng vừa phải, dễ dàng di chuyển trong nhà với hai người. Bàn phím đàn với 88 phím cảm ứng lực nhấn 5 cấp độ, đá âm 128 polyphony trên cánh một Bluetooth trắng cùng 20 âm sắc đem đến sự vượt trội về giai điệu. Đàn còn trang bị nhiều cổng kết nối âm thanh chất lượng cao với cổng USB kết nối máy tính, điện thoại, máy tính bảng, hỗ trợ truyền nhận cả dữ liệu MIDI và dữ liệu âm thanh kỹ thuật số. Đàn cũng còn trang bị nhiều chức năng như KS1 với metronome đếm nhịp, slip mode chia bàn phím, Trinova trộn tiếng và Chanspo tăng giảm tông. Chức năng auto off tiện lợi khi người chơi không dùng đàn trong 30 phút. Đặc biệt trên KS1 Bluetooth chính là kết nối MIDI Bluetooth không dây qua các ứng dụng thông minh giúp không gian nhà gọn gàng, không vướng dây cáp cũng như giúp bé tự do học đàn mà không phải sợ kết nối dây gây nguy hiểm. Người mua đàn được tự do lựa chọn với 3 màu theo sở thích là trắng, đen, nâu gỗ. Khi đến với Minh Phụng Music, bạn sẽ được chế độ bảo hành vô cùng hấp dẫn với bảo hành 24 tháng, 1 đổi 1 trong vòng 30 ngày, trả góp với lãi suất 0%, giao hàng và lắp đặt miễn phí. Đó là những chia sẻ của mình về cây piano điện KS1 Bluetooth đến với mọi người. Nào anh em cùng xem bé bóc siêu và test những nốt nhạc đầu tiên trên cây piano điện này nhé. Rất vui vì gia đình đã ủng hộ tin tưởng mẫu đàn KS1 Bluetooth này để làm bạn đồng hành cùng bé trên con đường âm nhạc. Với những tính năng hiện đại đi kèm những giá trị tốt nhất trong phân khúc piano điện hiện nay thì KS1 Bluetooth rất đáng để anh em lựa chọn. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng buổi giao đàn KS1 Bluetooth trắng đến quận 12 cho bé trong tập lần này. Như thường lệ, khi có câu hỏi nào hãy comment, team sẽ phản hồi sớm nhất trên kênh. Đừng quên like, share, subscribe để được xem nhiều video hay hấp dẫn của tụi mình nữa nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video thú vị khác.